Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài số 3, các quy tắc suy luận. Trong toán học, thường sử dụng các lập luận hợp lý để chứng minh các định lý. Vậy, lập luận là gì? Lập luận là một dãy các phát biểu, trong đó phát biểu cuối cùng được gọi là kết luận. Các phát biểu khác được gọi là giả thiết. Một lập luận được gọi là hợp lý khi và chỉ khi kết luận của nó phải được suy ra từ tính đúng của các giả thiết. Để rút ra các phát biểu mới từ những phát biểu đã có, chúng ta sử dụng các quy tắc suy luận. Các quy tắc suy luận là những công cụ cơ bản để thiết lập tính đúng của các phát biểu. Chúng là những bước đệm để xây dựng các lập luận hợp lý. Trong nội dung bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ba nội dung. Thứ nhất là các quy tắc suy luận trong logic mệnh đề. Hai là các quy tắc suy luận đối với các phát biểu lượng từ hay còn gọi là vị từ. Và thứ ba là kết hợp các quy tắc suy luận cho mệnh đề và các phát biểu lượng từ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung thứ nhất, đó là lập luận trong logic mệnh đề. Chúng ta sẽ xét các định nghĩa. Một lập luận trong logic mệnh đề là một dãy các mệnh đề. Trong đó, mệnh đề cuối cùng được gọi là kết luận. Tất cả các mệnh đề khác mệnh đề kết luận được gọi là giả thiết. Một lập luận là hợp lý nếu từ tính đúng của tất cả các giả thiết, chúng ta suy ra được rằng kết luận là đúng. Một dạng lập luận trong logic mệnh đề là một dãy các mệnh đề phức bao gồm các biến mệnh đề. Một dạng lập luận là hợp lý khi và chỉ khi kết luận của nó là đúng nếu tất cả các giả thiết đều đúng, mà không quan tâm đến các mệnh đề cụ thể được thay thế cho biến mệnh đề trong các giả thiết của nó. Nếu dạng lập luận có những giả thiết là P1, P2, vân vân đến PN và kết luận là Q, thì dạng lập luận này được viết là như sau: P1, P2, PN, dấu gạch ngang thể hiện hết cái phần giả thiết và đến phần kết luận. Dấu ba chấm tạo thành hình tam giác là viết tắt của từ kết luận, hoặc là chúng ta có thể đọc là do đó, vì vậy, vân vân. Và sau đó là kết luận là Q. Dạng lập luận này được gọi là hợp lý khi mệnh đề P1 hội P2 hội chấm chấm hội PN tất cả kéo theo Q là một hàng đúng. Như vậy, ngay trong phần định nghĩa này chúng ta cần nắm được hai cái ý. Một, thế nào là một lập luận? Lập luận ở đây có thể được phát biểu giống như ngôn ngữ tự nhiên. Hai là dạng lập luận. Dạng lập luận là nó phải thể hiện ở dưới các dạng biến mệnh đề thì được gọi là một dạng. Ví dụ đây là dạng lập luận. Cách chứng minh dạng lập luận có các giả thiết P1, P2, đến PN thì sẽ kết luận được Q là hợp lý như sau. Cách 1 là chúng ta sẽ sử dụng cái định nghĩa, đó là để chứng minh rằng lập luận này là hợp lý thì chúng ta cần chứng minh rằng cái mệnh đề hội của các mệnh đề P1, P2, đến PN tất cả kéo theo Q là một hàng đúng. Cách thứ hai là chúng ta sử dụng các quy tắc suy luận. Các quy tắc suy luận chính là các dạng lập luận đơn giản đã được chứng minh. Theo cách thứ nhất thì chúng ta cũng sẽ có hai cách để chứng minh một mệnh đề là hàng đúng. Theo bài học về logic mệnh đề, chúng ta có thứ nhất là sử dụng bảng chân lý, thứ hai là sử dụng các hàng đẳng thức tương đương logic. Ví dụ 1, chứng minh rằng dạng lập luận nếu P kéo theo Q là đúng và P là đúng thì kết luận được Q là đúng. Cần chứng minh rằng dạng lập luận này là hợp lý. Vậy, theo định nghĩa chúng ta cần chứng minh rằng hội của các giả thiết là P kéo theo Q hội với P tất cả kéo theo Q là hàng đúng. Chúng ta sẽ chứng minh cái mệnh đề này là hàng đúng bằng cách lập bảng chân lý. Đây, chúng ta có cái bảng chân lý được xây dựng như thế này. Về cách thức lập bảng chân lý như thế nào?
các bạn xem lại bài số 1 về logic mệnh đề. Chúng ta nhận thấy rằng ở cột P kéo theo Q hội với P tất cả kéo theo Q, chúng ta thấy tất cả các giá trị trong mỗi hàng đều là 1. Do vậy, kết luận rằng đây là một hàng đúng. Và chúng ta cũng thấy rằng khi tất cả các giả thiết, tức là khi P kéo theo Q là giả thiết thứ nhất và P là đúng. Đây, đây cái dấu chữ được tôi đã màu lên màu vàng đấy. Thì kết luận của nó là Q cũng là đúng. Như vậy, đây là một dạng lập luận hợp lý. Bởi lẽ khi tất cả các giả thiết là đúng thì chúng ta cũng suy ra được kết luận là đúng. Như vậy, theo định nghĩa, lập luận này chính là một dạng lập luận hợp lý. Dạng lập luận này chính là một quy tắc suy luận có tên gọi là modus ponens, hay còn gọi là tam đoạn luận khẳng định. Về cách chứng minh mệnh đề này là hàng đúng mà không sử dụng bảng chân lý thì các bạn hãy tự làm coi như là một bài tập. Như vậy, chúng ta có thể tổng kết lại về quy tắc suy luận modus ponens hay còn gọi là tam đoạn luận khẳng định. Đó là quy tắc suy luận này sử dụng hàng đúng P kéo theo Q hội với P tất cả kéo theo Q là cơ sở của quy tắc suy luận. Khi tất cả các giả thiết đúng thì kết luận cũng đúng. Do vậy, dạng lập luận này là hợp lý. Chúng ta lấy ví dụ 1A. Giả sử trường học có mạng máy tính, mỗi một sinh viên được cấp một tài khoản để đăng nhập mạng máy tính. An và Ba là hai sinh viên của trường. An nói với Ba, nếu bạn có một tài khoản thì bạn có thể đăng nhập vào mạng máy tính. Và bạn đã có một tài khoản rồi, do đó bạn có thể đăng nhập vào mạng máy tính. Hãy cho biết lập luận của An có đúng hay không. Nếu ta gọi P là mệnh đề bạn có một tài khoản, Q là mệnh đề bạn có thể đăng nhập vào mạng máy tính. Vậy thì khi đó, các giả thiết của lập luận mà An nói đó là P kéo theo Q và P. Còn kết luận sẽ là Q. Do vậy, lập luận của An sẽ có dạng là P kéo theo Q, P. Do đó, kết luận Q. Và đây chính là quy tắc modus ponens, tức là tam đoạn luận khẳng định. Lưu ý rằng trong cách lập luận này chúng ta đã sử dụng một cái dạng lập luận đối với lượng từ, đó là bởi vì Ba là một sinh viên, do vậy Ba có một tài khoản, đấy là theo quy định của nhà trường. Thì cái này chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Còn ở trong phạm vi ví dụ này, chúng ta coi các giả thiết của lập luận là đúng, do vậy dẫn đến kết luận là đúng. Ví dụ 1B. Giả sử trường học có mạng máy tính, mỗi sinh viên được cấp một tài khoản để đăng nhập mạng máy tính. Khi sinh viên đăng nhập vào mạng máy tính thì có thể xem được kết quả học tập, nhưng không thể sửa đổi kết quả học tập. An và Ba là hai sinh viên của trường. An nói với Ba, nếu bạn đã truy cập vào mạng máy tính thì bạn có thể thay đổi kết quả học tập của bạn. Bạn đã truy cập vào máy tính rồi, vậy bạn có thể thay đổi kết quả học tập của bạn. Hãy cho biết lập luận của An có đúng hay không. Ta đặt P là mệnh đề bạn đã truy cập vào mạng máy tính và Q là mệnh đề bạn có thể thay đổi kết quả học tập của bạn. Như vậy, lập luận của An sẽ có các giả thiết đó là P kéo theo Q và P. Kết luận là Q. Như vậy, lập luận của An sẽ có dạng là P kéo theo Q, P và kết luận là Q. Đây là một dạng lập luận hợp lý bởi vì nó chính là quy tắc tam đoạn luận khẳng định modus ponens. Tuy nhiên, vì giả thiết P kéo theo Q là sai, ở đây nó sai bởi vì theo quy tắc quy định của nhà trường là sinh viên đăng nhập được nhưng không thể sửa đổi được kết quả học tập. Do vậy, lập luận trên là không đúng. Bởi vì theo định nghĩa, một lập luận đúng phải được suy ra từ tính đúng của tất cả các giả thiết. Ở đây có một giả thiết sai, do vậy có thể kết luận là cái lập luận là không đúng. Ví dụ số 2. Cho dạng lập luận P kéo theo Q, phủ định của Q. Kết luận là phủ định của P.
Hãy chứng minh rằng dạng lập luận trên là hợp lý. Theo định nghĩa, chúng ta cần chứng minh rằng mệnh đề P kéo theo Q hội với phủ định của Q, tất cả kéo theo phủ định của P là hằng đúng. Chúng ta sẽ sử dụng bảng chân lý để chứng minh. Đây là cái bảng chân lý của cái mệnh đề cần chứng minh. Chúng ta thấy rằng tất cả các giá trị nhận được của mệnh đề đối với biến PQ thì chúng ta đều có nhận được giá trị là 1, tức là đều đúng. Do vậy chúng ta kết luận được mệnh đề cần chứng minh là hằng đúng. Và chúng ta thấy rằng khi tất cả các giả thiết của lập luận, tức là P kéo theo Q và phủ định của Q là đúng, đây nó chỉ có duy nhất một hàng là đúng thôi, thì chúng ta kết luận được phủ định của P là đúng. Như vậy đây là một lập luận hợp lý, và đây nó cũng chính là quy tắc suy luận modus tollens, hay còn gọi là tam đoạn luận phủ định. Về cách chứng minh rằng cái mệnh đề cần chứng minh là hàng đúng mà không sử dụng cái cách thức lập bảng chân lý thì các em tự làm, coi như đó là một bài tập. Bây giờ chúng ta tổng kết quy tắc suy luận modus tollens, hay còn gọi là tam đoạn luận phủ định. Quy tắc này sử dụng hàng đúng P kéo theo Q hội với phủ định của Q, tất cả kéo theo phủ định của P là cơ sở của quy tắc suy luận. Và khi tất cả các giả thiết đều đúng thì chắc chắn khẳng định được kết luận là đúng. Do vậy đây là một dạng lập luận hợp lý. Ví dụ số 3. Cho dạng lập luận P kéo theo Q, Q kéo theo R thì kết luận được P kéo theo R. Hãy chứng minh rằng dạng lập luận trên là hợp lý. Và chúng ta sẽ cần chứng minh rằng mệnh đề P kéo theo Q hội với Q kéo theo R, tất cả kéo theo mệnh đề P kéo theo R là hàng đúng. Bởi vì cái tên biểu thức nó dài nên mình sẽ ký hiệu là biểu thức A. Chúng ta sẽ dùng bảng chân lý để chứng minh. Đây là cái bảng chân lý. Và chúng ta thấy rằng tất cả các giá trị của biểu thức A đều luôn luôn là 1, tức là nó luôn đúng với mọi giá trị mà chúng ta gán đưa vào cho các biến PQR. Do vậy kết luận được cái điều cần chứng minh là A là hàng đúng. Và chúng ta nhận thấy rằng khi tất cả các giả thiết là đúng, đây giả thiết của nó ở cái cột thứ hai từ phải sang là đúng, thì chúng ta có 1, 2, 3, 4, thì chúng ta đều thấy được kết luận của nó cũng là đúng. Do vậy khẳng định được rằng đây là một dạng lập luận hợp lý. Dạng lập luận này có tên gọi là tam đoạn luận giả định. Tương tự như thế, các em hãy tự chứng minh mệnh đề A là một hàng đúng mà không sử dụng bảng chân lý. Bây giờ chúng ta tổng kết quy tắc suy luận tam đoạn luận giả định. Quy tắc này sử dụng hàng đúng P kéo theo Q hội với Q kéo theo R, tất cả kéo theo mệnh đề P kéo theo R làm cơ sở của quy tắc suy luận. Khi tất cả các giả thiết là đúng thì kết luận là đúng. Do vậy đây là một dạng lập luận hợp lý. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các quy tắc suy luận trong logic mệnh đề. Quy tắc thứ nhất là modus tollens, hay còn gọi là tam đoạn luận khẳng định. Có dạng P kéo theo Q, P kết luận là Q. Sử dụng hàng đúng P kéo theo Q hội với P, tất cả kéo theo Q làm cơ sở để suy luận. Quy tắc thứ hai là modus tollens, hay còn gọi là tam đoạn luận phủ định. Thì nó có dạng P kéo theo Q, phủ định của Q kết luận được phủ định của P. Và sử dụng hàng đúng P kéo theo Q hội với phủ định của Q, tất cả kéo theo phủ định của P làm cơ sở suy luận. Quy tắc thứ ba là tam đoạn luận giả định. Nó có dạng P kéo theo Q, Q
quy kéo theo R thì kết luận được P kéo theo R. Quy tắc suy luận này sử dụng hằng đúng P kéo theo Q hội với Q kéo theo R, tất cả kéo theo P kéo theo R là hằng đúng, làm cơ sở suy luận. Quy tắc thứ tư có tên gọi là tam đoạn luận loại trừ. Nó có dạng P tuyển với Q, phủ định của P thì kết luận được Q. Quy tắc này sử dụng hằng đúng P tuyển Q hội với phủ định của P, tất cả kéo theo Q, làm cơ sở suy luận. Quy tắc thứ 5 là quy tắc cộng. Nếu chúng ta có P đúng thì chúng ta có thể kết luận được P tuyển với Q là đúng. Quy tắc này sử dụng hằng đúng P kéo theo P tuyển Q, làm cơ sở suy luận. Quy tắc thứ 6 là quy tắc rút gọn. Nếu chúng ta có P và Q đều đúng thì chúng ta có thể kết luận được P là đúng. Quy tắc này sử dụng hằng đúng P hội với Q kéo theo P, làm cơ sở suy luận. Quy tắc thứ 7 là quy tắc kết hợp. Nếu chúng ta có P đúng và Q đúng thì chúng ta có thể kết luận được P hội Q là đúng. Ở đây sử dụng hằng đúng P hội với Q kéo theo P hội Q, làm cơ sở suy luận. Quy tắc thứ 8 là loại bỏ mâu thuẫn. Nếu chúng ta có P tuyển với Q là đúng và phủ định của P tuyển với R là đúng thì chúng ta kết luận được rằng Q tuyển với R là đúng. Quy tắc suy luận này sử dụng hằng đúng P tuyển Q hội với phủ định của P tuyển R, tất cả kéo theo Q tuyển R, làm cơ sở suy luận. Bây giờ chúng ta lấy ví dụ. Ví dụ số 1, cho các giả thiết sau là đúng. Nếu hôm nay trời có tuyết thì chúng ta sẽ đi trượt tuyết, và hôm nay trời đang có tuyết rơi. Hãy cho biết từ các giả thiết trên ta kết luận được điều gì. Nếu chúng ta gọi P là mệnh đề hôm nay trời có tuyết, Q là chúng ta sẽ đi trượt tuyết, thì chúng ta thấy rằng giả thiết đó là P kéo theo Q và P. Chúng ta thấy rằng các giả thiết này chính là các giả thiết của quy tắc tam đoạn luận khẳng định. Theo quy tắc tam đoạn luận khẳng định, chúng ta kết luận được Q. Như vậy, theo đề bài, các giả thiết là đúng. Do vậy, chúng ta cũng kết luận được rằng chúng ta sẽ đi trượt tuyết là đúng. Ví dụ 2, cho lập luận. Nếu căn bậc 2 của 2 lớn hơn 3/2, thì căn bậc 2 của 2 tất cả bình phương lớn hơn 3/2 tất cả bình phương. Chúng ta biết rằng căn bậc 2 của 2 lớn hơn 3/2, do đó căn bậc 2 của 2 tất cả bình phương, giá trị lại bằng 2, sẽ lớn hơn 3/2 tất cả bình phương. Hãy cho biết lập luận trên có đúng hay không. Ta gọi P là phát biểu căn bậc 2 lớn hơn 3/2, Q là phát biểu căn bậc 2 của 2 tất cả bình phương lớn hơn 3/2 tất cả bình phương. Như vậy, lập luận sẽ có các giả thiết là P kéo theo Q và P. Kết luận là Q. Như vậy, lập luận trên sẽ có dạng là P kéo theo Q, P kết luận là Q. Đây là một quy tắc suy luận hợp lý, chính là quy tắc tam đoạn luận khẳng định. Tuy nhiên, giả thiết của nó P căn bậc 2 của 2 lớn hơn 3/2 là sai. Do đó, chúng ta không thể khẳng định kết luận là đúng. Nói một cách chính xác, kết luận của lập luận này là sai, bởi 2 nhỏ hơn 9/4. Ví dụ 4, cho biết quy tắc lập luận nào là cơ sở cho lập luận dưới đây. Hiện tại trời đang có nhiệt độ âm và đang mưa.
Do đó, hiện tại trời đang có nhiệt độ âm. Chúng ta gọi P là hiện tại trời đang có nhiệt độ âm và Q là hiện tại trời đang mưa. Như vậy, chúng ta thấy giả thiết của lập luận là P hội với Q, còn kết luận là P. Chúng ta thấy rằng lập luận này sử dụng luật rút gọn, đó là P hội với Q và kết luận là P. Ví dụ 5. Cho biết quy tắc suy luận nào được sử dụng trong lập luận này. Nếu hôm nay trời mưa, thì chúng ta sẽ không tổ chức barbecue hôm nay. Nếu chúng ta không tổ chức barbecue hôm nay, thì chúng ta sẽ tổ chức barbecue ngày mai. Do đó, nếu hôm nay trời mưa, thì chúng ta sẽ tổ chức barbecue ngày mai. Nếu chúng ta gọi P là mệnh đề hôm nay trời đang mưa, Q là chúng ta sẽ không tổ chức barbecue hôm nay, R chúng ta sẽ tổ chức barbecue ngày mai. Như vậy, chúng ta sẽ có các giả thiết, đó là P kéo theo Q và Q kéo theo R. Còn kết luận là P kéo theo R. Do vậy, dạng lập luận này chính là dạng tam đoạn luận giả định. Ví dụ số 6. Hãy chỉ ra rằng từ các giả thiết chiều nay trời không nắng và trời lạnh hơn hôm qua, chúng ta sẽ đi bơi chỉ khi trời nắng. Nếu chúng ta không đi bơi thì chúng ta sẽ đi một chuyến cano. Và nếu chúng ta đi một chuyến cano thì chúng ta sẽ ở nhà lúc hoàng hôn. Từ tất cả các giả thiết trên sẽ dẫn đến kết luận rằng chúng ta sẽ ở nhà lúc hoàng hôn. Nếu chúng ta gọi P là mệnh đề chiều nay trời nắng, Q là trời lạnh hơn hôm qua, R là chúng ta sẽ đi bơi, S là chúng ta sẽ đi một chuyến cano, T là chúng ta sẽ ở nhà lúc hoàng hôn. Thì như vậy, từ các giả thiết chúng ta sẽ thấy các giả thiết trở thành phủ định của P hội với Q, R kéo theo P, phủ định của R kéo theo S và S kéo theo T. Kết luận sẽ là T. Và như vậy chúng ta sẽ có được cái dạng lập luận là phủ định của P hội với Q, R kéo theo P, phủ định của R kéo theo S, S kéo theo T, kết luận là T. Nói với cái khác là chúng ta cho tất cả các giả thiết này lên ở đây và kết luận được viết ở đây. Việc của chúng ta bây giờ đó là cần chứng minh rằng cái dạng lập luận này là đúng bằng cách sử dụng các quy tắc suy luận. Chúng ta thấy rằng từ giả thiết chúng ta có phủ định của P hội với Q. Và chúng ta sẽ sử dụng luật rút gọn để đưa ra được khẳng định là phủ định của P là đúng. Chúng ta lấy giả thiết thứ hai là R kéo theo P. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng luật tam đoạn luận phủ định. Chúng ta có được phủ định của R. Bây giờ chúng ta đưa giả thiết thứ ba, chúng ta có phủ định của R kéo theo S. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục áp dụng là tam đoạn luận khẳng định cho 4 và 5. Dòng 4 và dòng 5 là phủ định của R. Phủ định của R kéo theo S thì kết luận được S. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy giả thiết thứ tư là S kéo theo T. Lặp lại tam đoạn luận khẳng định, chúng ta có kết luận là T. Như vậy, kết luận T là đúng nếu tất cả các giả thiết ở trên là đúng. Như vậy chúng ta đã chứng minh rằng từ các giả thiết này suy ra được kết luận là T. Đây là dạng lập luận đúng, hợp lý. Ví dụ 7. Hãy chỉ ra rằng từ các giả thiết, nếu bạn gửi cho tôi một email thì tôi sẽ hoàn thành viết code chương trình.
Nếu bạn không gửi cho tôi một email thì tôi sẽ đi ngủ sớm. Và nếu tôi đi ngủ sớm thì tôi sẽ ngủ dậy với cảm giác khỏe mạnh. Dẫn đến kết luận rằng nếu tôi không hoàn thành viết code chương trình thì tôi sẽ ngủ dậy với cảm giác khỏe mạnh. Nếu ta gọi P là mệnh đề bạn gửi cho tôi một email, Q là mệnh đề tôi sẽ hoàn thành viết code chương trình, R là tôi sẽ đi ngủ sớm, và S tôi sẽ ngủ dậy với cảm giác khỏe mạnh. Như vậy, từ các giả thiết nó sẽ trở thành các công thức, đó là P kéo theo Q, phủ định của P kéo theo R và R kéo theo S. Còn kết luận sẽ là phủ định của Q kéo theo S. Như vậy, lập luận nó sẽ có dạng là P kéo theo Q, phủ định của P kéo theo R, R kéo theo S, và kết luận phủ định của Q kéo theo S. Chúng ta cần chứng minh rằng dạng lập luận trên là đúng bằng các quy tắc suy luận. Từ giả thiết chúng ta có P kéo theo Q. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng công thức mệnh đề tương đương logic, đó là sử dụng phản đảo của 1. Như vậy P kéo theo Q nó sẽ tương đương với phủ định của Q kéo theo phủ định của P. Chúng ta lấy giả thiết thứ hai là phủ định của P kéo theo R. Như vậy chúng ta sẽ áp dụng tam đoạn luận giả định cho 2 và 3, chúng ta có được phủ định của Q kéo theo R. Bây giờ chúng ta lại sử dụng cái giả thiết thứ 3 và chúng ta lại tiếp tục áp dụng tam đoạn luận giả định cho 4 và 5 thì chúng ta có được phủ định của Q kéo theo S. Như vậy chúng ta đã chứng minh xong cái dạng lập luận cần chứng minh. Ví dụ số 8. Hãy cho biết cần sử dụng quy tắc suy luận nào để chỉ ra rằng từ các giả thiết An đang câu cá hoặc trời đang nắng và trời đang không nắng hoặc ba đang đá bóng, suy ra rằng An đang câu cá hoặc ba đang đá bóng. Chúng ta gọi P là trời đang nắng, Q là An đang câu cá, R ba đang đá bóng. Như vậy các giả thiết sẽ trở thành P tuyển với Q và phủ định của P tuyển với R. Còn kết luận sẽ là Q tuyển với R. Như vậy chúng ta thấy rằng đây nó chính là các giả thiết và kết luận của quy tắc suy luận loại bỏ mâu thuẫn. Ví dụ 9. Chứng minh rằng từ các giả thiết P hội với Q, tất cả tuyển với R và R kéo theo S, suy ra được kết luận là P tuyển với S. Như vậy chúng ta thấy rằng P hội với Q tuyển với R là tương đương logic với P tuyển với R hội với Q tuyển với R. Đây chính là luật phân phối của phép tuyển đối với phép hội. Còn R kéo theo S là tương đương logic với phủ định của R tuyển với S. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ sử dụng quy tắc loại bỏ mâu thuẫn cho P tuyển với R và phủ định của R tuyển với S. Chúng ta sẽ có được kết luận là P tuyển với S. Nội dung tiếp theo chúng ta tìm hiểu đó là ngụy biện. Ngụy biện là những lập luận không đúng bởi chúng sử dụng những mệnh đề không phải là hàng đúng làm cơ sở suy luận. Có hai loại ngụy biện phổ biến, đó là ngụy biện khẳng định kết luận và ngụy biện phủ định giả thiết. Ví dụ 10. Hãy cho biết lập luận dưới đây có hợp lý hay không. Nếu bạn làm mọi bài tập trong sách toán rời rạc thì bạn đã học toán rời rạc. Bạn đã học toán rời rạc, do đó bạn đã làm mọi bài tập trong sách toán rời rạc. Chúng ta đặt P là phát biểu bạn đã làm mọi bài tập trong sách toán rời rạc
Q là bạn đã học môn toán rời rạc. Như vậy các giả thiết của lập luận đó là P kéo theo Q và Q. Kết luận là P. Như vậy dạng lập luận là P kéo theo Q, Q. Kết luận là P. Bây giờ chúng ta sẽ cần kiểm tra tính hợp lý của dạng lập luận này. Như vậy dạng lập luận này sẽ là hợp lý nếu mệnh đề P kéo theo Q hội với Q, tất cả kéo theo P là hàng đúng. Đây sẽ chính là bảng chân lý của cái mệnh đề cần chứng minh. Chúng ta thấy rằng mệnh đề P kéo theo Q hội với Q, tất cả kéo theo P không là hạng đúng, bởi nó sai khi P sai và Q đúng. Do vậy, có thể kết luận rằng dạng lập luận này là không hợp lý. Và những cái lập luận sử dụng cái dạng lập luận này được gọi là ngụy biện khẳng định kết luận. Ví dụ 11. Hãy cho biết lập luận sau đây có hợp lý hay không. Nếu bạn đã làm mọi bài tập trong sách toán rời rạc thì bạn đã học toán rời rạc. Bởi bạn không làm mọi bài tập trong sách toán rời rạc, do đó bạn chưa học toán rời rạc. Ta đặt P là phát biểu bạn đã làm mọi bài tập trong sách toán rời rạc. Q là phát biểu bạn đã học toán rời rạc. Như vậy các giả thiết sẽ trở thành P kéo theo Q và phủ định của P. Kết luận là phủ định của Q. Như vậy chúng ta thấy lập luận sẽ có dạng là P kéo theo Q, phủ định của P, kết luận phủ định của Q. Chúng ta cần chứng minh rằng dạng lập luận này là hợp lý. Dạng lập luận này là hợp lý nếu mệnh đề P kéo theo Q hội với phủ định của P kéo theo phủ định của Q là hàng đúng. Và đây là bảng chân lý của cái mệnh đề cần chứng minh. Chúng ta thấy rằng mệnh đề này nó sẽ sai khi P sai, Q đúng. Như vậy đây không phải là hàng đúng. Do vậy dạng lập luận này là không hợp lý. Và những cái lập luận mà sử dụng dạng lập luận này được gọi là ngụy biện phủ định giả thiết. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung thứ tư, các quy tắc suy luận cho lượng tử. A đó là đại diện phổ quát. Đại diện phổ quát là quy tắc suy luận được sử dụng để kết luận rằng PC là đúng, trong đó C là một phần tử cụ thể thuộc tập xác định, với giả thiết được cho là mọi x PX. Như vậy dạng lập luận của nó sẽ là mọi x PX, kết luận PC, trong đó C là một phần tử cụ thể của tập xác định. Chẳng hạn nếu phát biểu tất cả phụ nữ là thông minh là đúng, thì chúng ta kết luận được rằng An là thông minh nếu An là một phần tử trong tập xác định là tất cả phụ nữ, hay nói cách khác An là một phụ nữ. Quy tắc thứ hai đó là tổng quát phổ quát, là quy tắc suy luận nó phát biểu rằng mọi x px là đúng nếu chúng ta biết rằng giả thiết PC là đúng với mọi phần tử C thuộc tập xác định. Như vậy dạng lập luận của nó nghĩa là nếu chúng ta có PC là đúng với tất cả phần tử C thuộc tập xác định, hay nói cách khác là với phần tử C tùy ý, thì chúng ta có thể kết luận được mọi x px. Quy tắc thứ ba là đại diện tồn tại. Đại diện tồn tại là quy tắc cho phép chúng ta kết luận rằng có một phần tử C trong tập xác định để PC là đúng nếu chúng ta biết được rằng tồn tại x PX là đúng. Do vậy, dạng lập luận nó sẽ có dạng như sau. Nếu phát biểu tồn tại x PX là đúng thì chúng ta có thể kết luận PC là đúng với C là một phần tử nào đó. Lưu ý rằng chúng ta không biết C là cái gì, nhưng chúng ta biết rằng nó tồn tại. Chính vì thế, chúng ta tạm đặt cái phần tử đó là C để tiếp tục lập luận. Quy tắc thứ tư là tổng quát
lượng từ tồn tại. Tổng quát tồn tại là quy tắc suy luận, nó được sử dụng để kết luận rằng tồn tại x, px là đúng khi chúng ta biết rằng có một phần tử cụ thể c mà pc là đúng. Tức là nếu chúng ta biết được rằng với phần tử c cụ thể nào đó là làm cho pc đúng, thì chúng ta có thể kết luận được tồn tại x, px là đúng. Ví dụ 12. Hãy chỉ ra rằng từ các giả thiết, mọi người trong lớp toán rời rạc này đã học một môn học trong ngành toán khoa học máy tính. Và An là một sinh viên trong lớp này. Suy ra kết luận, An đã học một môn học trong ngành khoa học máy tính. Chúng ta gọi DX là phát biểu X là sinh viên trong lớp toán rời rạc này. CX là phát biểu X đã học một môn học trong ngành khoa học máy tính. Như vậy các giả thiết sẽ là mọi x, dx kéo theo cx và dan. Kết luận là can. Như vậy chúng ta cần chỉ ra rằng kết luận là đúng. Từ giả thiết chúng ta có mọi x, dx kéo theo cx. Chúng ta sử dụng quy tắc suy luận đại diện phổ quát cho 1 thì chúng ta có an thay x là an, thì chúng ta có d an thì kéo theo c an. Và theo giả thiết chúng ta có d an. Do vậy, bây giờ chúng ta áp dụng quy tắc modus ponens hay còn gọi là tam đoạn luận khẳng định cho 2 và 3, chúng ta có được kết quả là c an. Tức là an đã học một môn học trong ngành khoa học máy tính. Như vậy, chúng ta đã chứng minh được kết luận. Ví dụ 13. Chỉ ra rằng từ các giả thiết, một sinh viên trong lớp công nghệ thông tin không đọc sách và mọi người trong lớp công nghệ thông tin đã đạt bài kiểm tra. Suy ra kết luận rằng có ai đó đã đạt bài kiểm tra mà không đọc sách. Chúng ta gọi CX là phát biểu X là sinh viên trong lớp công nghệ thông tin. BX là phát biểu X đã đọc sách. PX là X đạt bài kiểm tra. Thì các giả thiết của lập luận là tồn tại X, CX hội với phủ định của BX và với mọi X, CX kéo theo PX. Kết luận sẽ là tồn tại x, px hội với phủ định của bx. Bây giờ chúng ta cần chứng minh kết luận là đúng. Từ giả thiết chúng ta có tồn tại x, cx hội với phủ định của bx. Bởi vì chúng ta có giả thiết là một sinh viên trong lớp công nghệ thông tin không đọc sách. Do vậy chúng ta sẽ gọi sinh viên đó là A. Tức là đây chúng ta sẽ lấy là đại diện tồn tại cho 1. Như vậy, chúng ta sẽ sử dụng luật rút gọn, chúng ta có CA là đúng. Và chúng ta có từ giả thiết thứ hai là mọi x, CX kéo theo PX. Do vậy, chúng ta sẽ có áp dụng cho CA, chúng ta sẽ có CA kéo theo PA, tức là lấy quy tắc đại diện phổ quát của 4. Và chúng ta áp dụng tam đoạn luận khẳng định cho 3 và 5 thì chúng ta sẽ có PA. Và chúng ta áp dụng quy tắc rút gọn cho 2 thì chúng ta có phủ định của BA. Từ 6 và 7 chúng ta sử dụng phép kết hợp, chúng ta có được PA hội với phủ định của BA. Như vậy từ 8 chúng ta sử dụng tổng quát cho lượng từ tồn tại thì chúng ta có tồn tại x, px hội với phủ định của bx. Như vậy chúng ta đã chứng minh được điều cần chứng minh. Bây giờ chúng ta sang đến nội dung thứ 5. Tam đoạn luận khẳng định phổ quát chính là
Việc kết hợp các quy tắc suy luận gồm có phép đại diện phổ quát và tam đoạn luận khẳng định. Có nghĩa là quy tắc này phát biểu rằng nếu với mọi x, px kéo theo qx là đúng và nếu pa là đúng cho một phần tử cụ thể a thuộc tập xác định của lượng từ phổ quát thì qa cũng phải đúng. Hay nói cách khác, dạng lập luận là như sau: mọi x, px kéo theo qx, pa, trong đó a là một phần tử cụ thể trong tập xác định thì chúng ta kết luận được qa. Chúng ta lấy ví dụ. Ví dụ 14. Giả sử rằng với mọi số nguyên dương n, nếu n lớn hơn 4 thì n bình phương là nhỏ hơn 2 lũy thừa n là đúng. Hãy sử dụng tam đoạn luận khẳng định phổ quát để chỉ ra rằng 100 bình phương nhỏ hơn 2 lũy thừa 100. Gọi PN là phát biểu n lớn 4. QN là phát biểu n bình nhỏ hơn 2 lũy thừa n. Như vậy các giả thiết nó sẽ trở thành với mọi n, PN kéo theo QN với tập xác định là số nguyên dương. Kết luận là Q100. Từ giả thiết chúng ta có mọi x, px kéo theo qx là đúng. Vậy nó cũng đúng với trường hợp x bằng 100. Và chúng ta có P100, tức là 100 lớn hơn 4 là đúng. Do vậy, theo tam đoạn luận khẳng định phổ quát, ta có mọi x, px kéo theo qx, P100. Do vậy, chúng ta kết luận được Q100. Như vậy, chúng ta có thể kết luận được Q100 là đúng. Cụ thể chính là điều cần chứng minh: 100 bình phương nhỏ hơn 2 lũy thừa 100. Nội dung thứ 6 là tam đoạn luận phủ định phổ quát. Là việc kết hợp đại diện phổ quát và tam đoạn luận phủ định. Và dạng lập luận của nó như sau: mọi x, px kéo theo qx, phủ định của qa, kết luận phủ định của PA, trong đó A là một phần tử cụ thể trong tập xác định. Bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại lý thuyết của bài học. Chúng ta đã tìm hiểu khái niệm về lập luận. Một lập luận là một dãy các phát biểu giả thiết và được kết thúc bằng một phát biểu kết luận. Một lập luận hợp lý nghĩa là tính đúng của kết luận phải được suy ra từ tính đúng của tất cả các giả thiết. Các quy tắc suy luận là các dạng lập luận đơn giản đã được chứng minh. Chúng được sử dụng để chứng minh các lập luận phức tạp. Chúng ta có các suy luận trong logic mệnh đề gồm có tam đoạn luận khẳng định, tam đoạn luận phủ định, tam đoạn luận giả định, tam đoạn luận loại trừ, quy tắc cộng, quy tắc rút gọn, quy tắc kết hợp và quy tắc loại bỏ mâu thuẫn. Nội dung thứ 3 đó chính là ngụy biện. Ngụy biện chính là lập luận không hợp lý, nó dẫn đến một lập luận sai. Những lập luận sử dụng mệnh đề P kéo theo Q hội với Q, tất cả kéo theo P, làm quy tắc suy luận được gọi là ngụy biện khẳng định kết luận. Còn những lập luận sử dụng mệnh đề P kéo theo Q hội với phủ định của P, tất cả kéo theo phủ định của Q, làm quy tắc suy luận được gọi là ngụy biện phủ định giả thiết. 4 là các quy tắc lập luận cho lượng từ. Chúng ta có đại diện lượng từ phổ quát. Chúng ta có mọi x, px kết luận được pc. Quy tắc tổng quát lượng từ phổ quát. Chúng ta có với phần tử c tùy ý thuộc tập xác định, chúng ta có pc là đúng thì có thể kết luận được mọi x, px đại diện cho lượng từ tồn tại. Nếu phát biểu tồn tại x, px là đúng thì chúng ta có thể kết luận được pc là đúng, trong đó c là một phần tử nào đó. Phần tử này lưu ý là chúng ta không biết nó là phần tử nào, chỉ biết là nó tồn tại. Tổng quát lượng từ tồn tại. Nếu chúng ta có pc là đúng
với phần tử C cụ thể thuộc tập xác định, thì chúng ta có thể kết luận tồn tại x, px. Nội dung thứ 5 đó là các quy tắc suy luận kết hợp giữa mệnh đề và lượng từ. Chúng ta có tam đoạn luận khẳng định phổ quát. Nó có dạng mọi x, px kéo theo qx, PA, A là một phần tử cụ thể trong tập xác định, thì chúng ta kết luận được QA. Quy tắc thứ hai đó là tam đoạn luận phủ định phổ quát. Nó có dạng mọi x, px kéo theo qx, phủ định của QA, trong đó A là một phần tử cụ thể trong tập xác định, thì kết luận được phủ định của PA. Nội dung bài học hôm nay là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.